Tường, người dẫn chương trình Thanh Vân và chuyên gia tâm lý Hữu Long. Xin chào đón quý vị đến với chương trình Góc Khuất Hôn Nhân. Kính thưa quý vị, chương trình Góc Khuất Hôn Nhân do kênh truyền hình quốc gia VTV9, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty truyền thông Pinhouse thực hiện. Đây là một chương trình được nhiều cặp vợ chồng rất là tin tưởng tham gia vào chương trình để chia sẻ những cái góc khuất của mình. Có những chuyện mình nghĩ thật là đơn giản, nhưng mà trong cái cuộc sống hôn nhân nhiều khi hai người lại không có thể tự nói với nhau. Cho nên là nhiều khi ra đây ngồi rồi cái mình gợi mình hỏi thì họ lại dễ dàng chia sẻ hơn. Và khi có những nỗi niềm mà mình được nói ra thì nó sẽ rất là nhẹ lòng, và có thể là chuyện lớn sẽ hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ sẽ hóa không. Và ngày hôm nay thì có hai người đồng hành của tôi, mình là người dẫn chương trình, mình cũng tham gia rất là nhiều chương trình rồi. Thì khi được mời tham gia Góc Khuất Hôn Nhân, không biết là tâm trạng của em, suy nghĩ của em như thế nào hả Vân? Em cũng đang là một người sắp bước vào ngưỡng cửa của hôn nhân. Ồ, sắp hả? Sắp. Vâng, và cũng đã từng có nhiều góc khuất, nên là em nghĩ là đây sẽ là một chương trình bổ ích không chỉ với em mà còn với rất nhiều người khác nữa. À, có nghĩa là ngày hôm nay nếu mình có góc khuất gì mình cũng nhờ chương trình mình giải luôn. Mở ra luôn. Đúng rồi. Thế còn anh Hữu Long là một chuyên gia tâm lý thì chắc là anh cũng lắng nghe nhiều cái góc khuất, anh cũng biết nhiều lắm rồi. Anh có bị ngán không khi nghe người ta chia sẻ? À không, bởi vì mình cũng là người có cuộc sống gia đình, nên khi mình nghe như vậy, ngoài cái việc là mình có thể là cùng với các Tường, cùng với các bạn khách mời, các anh chị khách mời cùng giúp cho họ gỡ rối, thì bản thân mình cũng học được. Và ta gọi là khi mỗi con người chúng ta mà tìm thấy một điều gì đó thú vị ở một vấn đề gì đó thì không có gì là nhàm chán cả. Mỗi câu chuyện của mỗi gia đình là một màu sắc khác nhau thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chào đón một cặp vợ chồng trẻ và xem họ sẽ chia sẻ điều gì trong chương trình Góc Khuất Hôn Nhân quý vị nha. Mời chúng ta về vị trí của mình. Chồng của mình nhỏ hơn mình tận 4 tuổi, cho nên là chồng hơi còn trẻ con một chút xíu. Mình cũng đã rất là cố gắng để mà khiến cho anh ấy thay đổi, nhưng mà thật sự là anh ấy không thay đổi được vì mình. Thì mình cũng rất là buồn và không biết làm sao hết. Đôi lúc cũng có những cái cuộc cãi vã mà khiến cho người thân phải can thiệp vào để mà giải hòa hai đứa, nhưng mà rồi chuyện đâu cũng vào đấy. Khi kết hôn còn quá trẻ thì trong cuộc sống thì thường xảy ra những mâu thuẫn. Vợ tôi cũng có rất nhiều ưu điểm, nhưng mà song song đó thì cũng có một vài khuyết điểm mà cho đến hiện tại thì tôi vẫn không thể nào chấp nhận được. Cũng góp ý với vợ, nhưng mà cho đến bây giờ thì cổ vẫn chưa thay đổi gì mấy. Chào Kim Ngọc và Lâm Tân. Hai bạn là thấy còn rất trẻ nè, mình lấy nhau lâu chưa? Dạ, tụi em lấy nhau được 2 năm rồi. Năm nay Ngọc nhiêu tuổi cưng? Dạ, năm nay em 24 ạ. Quen với chồng bao nhiêu lâu thì tiến tới hôn nhân? Dạ, quen mấy năm rồi, quen qua game. Dạ, vậy là hành trình cũng dài ạ. Còn Tân ơi, năm nay là Tân bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 2000, quen nhau hồi 17-18 tuổi. Chị đang thắc mắc một chút là cái lúc mà hai em mới gặp nhau á, thì là hai bạn đều đang đi học à? Dạ không, em nghỉ học và em đi làm á chị. Dạ vừa đủ tuổi là kết hôn liền luôn á, phải không em? Dạ vâng. Lúc mà biết nhau trên game và hẹn gặp nhau ra ngoài đời, ai là người chủ động hẹn? Dạ em ạ. Rồi lần đầu tiên gặp vợ mình thì ấn tượng của em như thế nào? Về chiều cao. Ấn tượng về chiều cao. Điều gì ở vợ em khiến cho em muốn tiến tới hôn nhân? Sự quan tâm, chia sẻ này nọ. Em thì sao? Điều gì ở chồng mình khiến mà mình là thôi thúc mình lấy mà lấy nhanh sớm, gọn nhanh gọn lẹ như vậy? Dạ, tại anh ấy quan tâm tiểu tiết, đội nón bảo hiểm, xong rồi đi ăn là hay vén cái bát, tóc bát lên, xong rồi dịnh gì luôn này. Nhiều cái mang giày cho rồi làm mình bị cảm động á. Anh ấy là mối tình thứ mấy của em? Không biết nữa, nhưng mà chắc chắn là mối tình cuối cùng rồi. Trong cái chuyện hôn nhân, trong cái chuyện tình yêu của hai bạn, ai là người chủ động? Cả hai. Dạ. Coi như gặp nhau là chịu đèn rồi tự tiến tới nhau luôn. Dạ. Hai bạn đã có cháu nào chưa? Dạ có một em bé 11 tháng. Rồi dạo này hai chồng còn chơi game không? Dạ lâu lâu còn. Chơi chung luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Rồi lúc chơi game là con rồi ai coi? Dạ bà ngoại, với lại lúc con ngủ rồi là mới chơi. Hai bạn làm gì? Tân thì làm nghề gì Tân? Em thì em đang theo học khoa lái của ngành điều khiển tàu biển, em chưa có cao đẳng hàng hải 2 rồi. Vậy là đi học là chưa có thu nhập phải không? Có, em có làm thêm hả? Đi giao báo buổi sáng. Còn vợ làm gì? Dạ em ở nhà cho em bé. Trước khi mà có em bé thì là Ngọc làm gì em? Dạ đi phát báo luôn ạ. Là hiện giờ kinh tế trong gia đình á là ai lo? Dạ chồng em, với em có hay bán hàng online á. Có phải phụ thuộc kinh tế của ông bà nội ngoại gì không em?
Dạ có. Đang dạ. sống chung nhà với ông bà ngoại hả? Dạ tụi em ở riêng nhưng mà ở gần với ông bà ngoại chút. Mới có hai mấy tuổi, tương lai còn dài, nhưng mà dám khẳng định một câu, đây là người cuối cùng. Vậy thì bây giờ chị Tường đang rất tò mò, mà chị nghĩ hai người ngồi hai bên cũng rất tò mò luôn. Thế thì cặp đôi trẻ này cũng mới yêu nhau, cái này cũng có thể gọi là vợ chồng son. Ừ. Mà tuổi thì còn tin. À, thường người ta nhiều khi là cũng nói là ăn chưa no lo chưa tới nữa. Đúng rồi. Mà đã có con rồi. Thế thì hai bạn đang có những cái góc khuất gì với nhau? À, mình đã sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện của mình chưa? Dạ, dạ rồi sẵn sàng. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hướng mắt về sân khấu để theo dõi tình huống đầu tiên của ngày hôm nay. Anh ơi. Dạ. Anh ơi. Vậy trời ơi, giờ này còn ngủ nữa, dậy ăn sáng rồi đi làm nè, nhanh lên nhanh lên. Cái gì? Ồ, dậy ăn sáng đi làm, dậy ăn sáng đi làm nha. Thôi anh nói là anh không ăn sáng, tự nhiên nấu ăn sáng hoài mất công quá à. Thôi mà bỏ bữa sáng á là hại sức khỏe lắm, ăn đi đi làm nha. Bực mình ghê, tối ngày ép ăn sáng hoài mất công tốn thời gian quá. Ăn chút xíu thôi, ăn chút xíu thôi nha. Thôi nha. Ăn đi ăn đi. À. Cái gì nữa vậy? Em hình như em đậu mì hay sao á, mì gói bò, có bữa thì mì gói gà, có bữa thì mì gói nó với thịt heo nữa, sao mì suốt vậy? Nên ăn bữa nay thôi, mày nấu món khác. Nhưng mà ăn mì gói của em nha. Ăn đi nha, thương. Nấu mốt nấu phở cho anh nha nha. Mì suốt ngày thiệt luôn á, sợi mì còn dai. Bò không được tươi lắm nha, nước nó nguội vậy em ơi. Tại sao cũng cùng là một món ăn mà chiều tối nấu thì ngon mà buổi sáng nấu là dở là sao? Cái đó là em hỏi em chứ, em nấu mà anh đâu có nấu đâu. Bây giờ ngon anh nói ngon, dở nói dở mà. Tại anh hết đó chứ tại ai. Anh sao? Tính gì mà kỳ cục quá, ngủ thức dậy là quạo quọ hay là cao có với mọi người là chê cái này chê ổng chê eo à, sao kỳ cục vậy? Ủa thì em nấu mì vậy thì anh nói vậy, bây giờ anh phải ngồi im đúng không? Ngồi im gì là mới giữ ý em đúng không? Không phải là ngồi im, nhưng mà trời ơi anh ơi, anh làm ơn đi, mới sáng sớm hôm nay quạo quọ thiệt luôn á, anh còn thua là thằng tí con chị hai nữa. Thua gì? Thua là nè, nói nha, mẹ nó nấu một cái gì ra là kêu là ăn, kêu uống là uống, cười tét tét ăn uống rồi không có chê bai một cái gì hết trơn á. Tự nhiên em nói em thua đứa nít kỳ ghê vậy. Chứ sao, chứ ai mà quạo quọ vậy, sáng á sớm người ta thức dậy người ta phải cười tươi lên, phải tươi tỉnh lên thì cả ngày nó mới ha vui tươi được. Sáng tháng thức dậy là quạo quọ vậy. Nè em nói cho anh biết nha, con nít á nó gắt ngủ thì nó mới dậy, anh lớn rồi anh có bị vậy đâu hả? Rồi sao? Rồi sao cái gì? Em nói là tính anh quá kỳ cục, anh phải tự coi lại đi. Coi lại rồi sao? Em không có thích cái thái độ anh như vậy. Anh làm anh đừng có gắt gỏng với mọi người nữa. Anh thấy là bình thường, anh không có kỳ cục gì hết á. Nói bây giờ mà cũng không hiểu nữa. Em nói lần cuối cùng thôi đó, là anh phải sửa cái tính này đi. Còn nếu không em á. Em sao? Bỏ đi vậy luôn nè. Ê em, anh giỡn mà em. Giỡn mà. Ngọc ơi, khi mà mình coi tình huống vừa rồi thì không biết là Ngọc cảm thấy sao nè? Dạ em thấy quen thuộc quá. Quen thuộc đến cỡ nào? Dạ hằng ngày luôn. Cái tình huống đó là cô vợ rất là cưng chồng của mình, lo lắng cho chồng mình. Mà hình như anh này sáng là quạo hả hay sao vậy? Ngủ dậy là bị cọc quá chị. Mà ngủ cái đó là anh tự anh dậy hay là em vô em bắt anh dậy? Trường hợp nào cũng vậy, mà nhiều khi đang có một cái trường hợp cấp bách nào cần kêu dậy, hoặc là nhờ vả em là tới cái giờ đó là nhớ kêu anh dậy nha, thì mình cũng nhiệt tình kêu dậy. Xong rồi mỗi lần mà kêu dậy là cọc với chị. Nhưng mà chỉ cái lúc ngủ dậy thôi hay là bình thường thì tánh nết của chồng em như thế nào? Bình thường thì không có cọc. Mà có quan tâm em, có cưng chiều em, có vui vẻ với em không? Dạ có. Chỉ là lúc ngủ dậy là cọc thôi? Ngủ dậy thành con người khác liền luôn. À, mà mất bao lâu thì mới trở về trạng thái bình thường được em? Là em không nói chuyện nữa là khoảng tầm nửa tiếng là tự quay về. Khi mà anh tỉnh lại rồi á thì em có chia sẻ là cái điều đó làm em cảm thấy bực mình không? Dạ có. Anh nói sao? Cũng im. Xong rồi có những lúc thì em không có nói liền, đợi lúc nào mà hai chồng đang vui vẻ cái mới nói. Xong cũng xin lỗi, biết rồi mới không dậy rồi cũng nữa. Sao Tân, có gì mình phản biện không? Sao cái tính mình kỳ cục vậy? Em cũng không biết nữa, khi mỗi lần em ngủ dậy là cảm thấy trong người rất là bực bội. Mà từ xưa đến giờ luôn hay là chỉ sau này lấy vợ thôi? Thời gian sau này em bị chắc do thiếu ngủ nhiều quá. Chứ là hồi trước là không có hả? Vâng, hồi trước không có. Ủa đó có ai biết đâu, ngủ là ngủ luôn. Khi nào cảm thấy đã thì dậy thôi. Khi mình đã ngủ đã mình dậy rồi thì mình đâu có bực bội về mặt tâm lý nữa đúng không ạ? Trước khi lấy vợ thì em sống với ai? Em sống với ba mẹ và em gái rồi. Khi nào em ngủ em muốn dậy là em dậy hay là cũng phải nhờ ba mẹ hay em gái kêu dậy mới dậy? Khi nào mà ba mẹ thấy em ngủ nhiều quá thì gọi em dậy. Rồi gọi dậy là có quạo không?
Dạ không. À không, vậy là khi về ở với em mới quạo. Em phải coi lại coi tại sao mà ở với em mới quạo. Cái hậu quả mà khi anh cọc nhất là gì? Ví dụ như có vung tay vung chân hay là có đập phá đồ đạc không? Hay là chỉ bực mình thôi vậy thôi? Dạ có nha, bị bạo lực á. Mà bạo lực vô đồ vật gần đây nhất hình như là kêu dậy mà xong rồi cái quạo người, xong rồi đi kiếm chìa khóa hay là kiếm bóp tiền hay là kiếm gì không ra. Cái người quạo rồi đi lên cầu thang cầm rầm rầm, đi xuống cầu thang rầm rầm rầm, đụng vô cái gì cũng rầm 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 vậy đó. À lúc đó Ngọc sẽ sao Ngọc? Dạ quen mang. Em cũng không biết nữa, giống như con người khác. Nhưng mà mình biết lúc đó mình kỳ không? Có gì đó thôi thúc, tự động bực bội thôi chứ em không kìm được. Có con thì sao? Có đỡ hơn miếng nào không em hay là cũng vậy? Dạ cũng vậy. Con ngủ thì bỏ đi ra ngoài thôi. Cái tính nó cũng hơi xấu á, thì em phải ý thức một chút xíu chứ. Đúng không ạ? Cái đó là công việc của mình thôi mà. Nướng cỡ nửa tiếng hoặc hơn luôn mới chịu dậy. À cho nên là cứ thôi thúc dậy, còn không thôi thúc dậy là không dậy luôn. Ngủ nữa, ngủ tiếp. Có khi mà ngủ chiều là một mấy, ngủ được tới 6 giờ mấy chiều luôn. Trời đất, ban ngày ngủ dữ vậy cưng. Ban đêm đi làm. Làm gì? Dạ đi phát báo. À đi phát báo là phát ban đêm hả? Dạ 2 giờ sáng. 2 giờ sáng đến sáng. Vậy là chỉ có một chút ngủ buổi sáng thôi. Dạ. Phát báo từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ 2 giờ sáng cho tới 6 giờ mấy. 2 giờ sáng đến 6 giờ mấy thì về. 6 giờ mấy mới được ngủ? Dạ không, đi học luôn rồi đi về. Đi học rồi mấy giờ về? Dạ tầm 11 giờ mấy. Về rồi bắt đầu là buổi chiều làm gì? Dạ ngủ, hoặc là nếu không ngủ thì tối ngủ sớm. Nhưng mà cái đó em không có khó khăn gì. Tại vì nhiều khi thiếu ngủ thì mình ngủ thôi. Nhưng mà hay bị cọc á. Cái gì đó là mình dậy là cọc, giống cái tình huống này. Thường là dậy để làm gì cái giờ đó? Thì em thấy là ngủ chiều không tốt, tại 5-6 giờ ngủ quá giờ là tối muốn ngủ nữa không ngủ được. À hiểu, có nghĩa rằng là bạn Ngọc muốn là chiều anh ngủ ít thôi để tối còn đi ngủ sớm, còn nếu mà anh ngủ từ 1 giờ chiều cho tới 6-7 giờ tối thì là coi như thức tới 2 giờ sáng là không có thời gian ngủ tối đúng không? Còn bạn này thực ra là cái việc ngủ nó là một cái nhu cầu của con người thôi. Mà một ngày ta phải ngủ bao nhiêu tiếng như vậy? Mà khi con người ta không được đáp ứng cái mặt nhu cầu thì con người ta bị dồn nén ấy, thì con người ta trở nên xấu tính thôi. Và rõ ràng là lúc đó không bao giờ mà Tân biết được là Tân đang gậu đâu, không biết đâu. Chỉ trừ khi vợ nhắc lại thì may ra. Có nghĩa là cái này không phải là do ảnh muốn như vậy đâu, mà là yếu tố khách quan. Cái múi giờ sinh học của ảnh nó hơi lệch so với người bình thường. Thì cũng ảnh hưởng đến cái tâm trạng. Bản thân em cũng phải tiết chế lại. Mình biết như vậy rồi thì mai mốt mình cứ mở mắt ra định thần cái đã. Mình mới ngủ dậy nha, mở mắt ra vui vẻ một ngày nha. Mình phải tự ý thức được cái chuyện đó để kềm chế cái sự bực bội đó lại. Ngược lại thì vợ cũng vậy, mình nhắc nhở nhẹ nhẹ thôi. Mình đừng có quạo quọ khi thấy anh bực mình nữa. Ví dụ mình chỉ nhắc là anh ơi mới ngủ dậy vui vẻ nha, hay là uống ly nước cho nó mát, hay là ăn cái gì ngon ngon, ví dụ vậy. Hoặc là thôi cứ để cho anh nướng một xíu đi. Khi nào bản thân anh tự muốn dậy thì anh sẽ không quạo. Với lại em thì thay đổi cách gọi anh ấy dậy xem. Em nghĩ xem là anh ấy thích nghe bài hát nào, em có thể bật cái bài hát đấy vào tai anh ấy chẳng hạn. Tức là cái cách gọi của mình ấy nó sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể để cho chồng mình cảm nhận được là mình rất là yêu, rất là thương chồng. Có bao giờ kêu con vô kêu ba dậy chưa? Dạ có. Có bảo với con luôn không? Dạ không. Đó, chưa. Chìa khóa này ẩm con vô để lên người ba, ba kêu ba dậy. Em có nghĩ rằng tại vì do chồng em còn trẻ quá, đúng rồi, cho nên là vẫn còn những cái tính trẻ con trong người không? Dạ có luôn. Đây là người chồng em chọn, và đây cũng là cái người mà em nói rằng là sẽ đi với em suốt đời, người cuối cùng. Thì thôi cố gắng đi, vài năm nữa hoặc là cho con lớn hơn xíu nữa, anh ấy sẽ từ từ cảm nhận được cái vai trò của người cha, của người chồng. Hoặc là anh ấy sẽ có nhiều cái thời gian để hoàn thiện bản thân hơn. Chứ mới mở mắt ra ràng ra đi theo vợ mất tiêu rồi, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm sống thật sự. Dạ. Rồi bây giờ mới còn 20 tuổi à, áp lực công việc thì còn nhiều, ngủ thì không đủ giấc, còn vợ lằng nhằng mà con thì còn nhỏ nữa, đôi lúc cũng hơi bị căng thẳng, phải không Tân? Dạ đúng rồi, đôi lúc rất là căng thẳng. Sau này khi mà em trưởng thành một chút xíu nữa, em ý thức rõ là cái giờ giấc của mình nó phải thế nào á, thì tôi tin chắc rằng là cái việc mà khó chịu em nó sẽ hết. Còn có thể là hiện tại vợ phải không có chấp nhận, bản thân Tân là thấy điều đó nó không tốt hoàn toàn, vậy thì mình khắc phục dần. Ví dụ mình có những cái nhịp ngưng lại để mình tự thư giãn á, thay vì em bật dậy liền thì em có thể nằm lại chút xíu để em có một chút tĩnh tâm lại, thì em sẽ đỡ hơn cái chuyện mà em cáu với mọi người xung quanh hoặc là cáu với chính bản thân em luôn. Ngủ thức dậy thí dụ là mở một bài nhạc gì đó vui vui, nhạc con nít á, vừa cho em kêu con vào cho nằm với ba, bật cái bài nhạc thiếu nhi lên cho ba tỉnh lại, rồi ba nằm mới định thần cái đã dậy rồi nha Tân nha, dậy rồi nha, chơi với con chơi với vợ cho vui vẻ. Từ từ mình phải cố gắng tập rồi. Thói quen nó phải hình thành từ từ nha. Những cái thói quen tốt mình phải nên phát huy, những cái gì nó thói quen nó xấu thì mình từ từ mình triệt tiêu nó đi nha em nha. Chuyện đó chị nghĩ là cũng dễ, nếu mà em yêu thương vợ con em sẽ làm được. Vậy lại thay vì mình trách chồng thì có thể mình thương chồng hơn.
mình hiểu lý do vì sao mà chồng mình như vậy, thì tự nhiên là mình sẽ hiểu là à, anh ấy ngủ vì là chưa đủ giấc nên anh ấy mới như thế, chứ mình đừng có trách là tại sao anh lại như vậy với em. Thì khi mà mình có tình thương ấy thì mọi cái vấn đề trong cuộc sống mình sẽ giải quyết được hết. Thế còn Ngọc thì sao, nếu mà ông xã của em có một cái đặc điểm là bị nói cộc cằn như vậy, chứ không phải là anh ấy muốn nhá, mà là đặc tính của anh ấy như thế rồi và anh sẽ không thể thay đổi được chẳng hạn, thì liệu em có hiểu và thông cảm hơn cho chồng không, hay là em sẽ vẫn cảm thấy khó chịu? Em nghĩ em sẽ thông cảm một phần, còn một phần khác thì em sẽ suy nghĩ cách để mà cảm hóa từ từ. Chị nghĩ là có một cái điều là mình luôn luôn có một cái ngộ nhận ấy của tất cả những người phụ nữ trong hôn nhân, là mình luôn nghĩ là mình sẽ thay đổi được người đàn ông của mình. Thế nhưng mà có một sự thật là không bao giờ mình thay đổi được người đàn ông đó, chỉ có thay đổi suy nghĩ của chính mình thôi. Em hiểu ý chị không? Tức là em phải thay đổi suy nghĩ của chính em về cái vấn đề đấy. Ví dụ như lúc anh cáu nhất em kệ anh ấy, cho anh hết cơn cáu đi thì mình nói chuyện tiếp. Ý chị là như vậy, có nghĩa là mình thay đổi cách nhìn của mình về người đàn ông đó thì tự nhiên em sẽ thấy là anh ấy đáng yêu hơn. Rồi, em hiểu rồi chị. Rồi, chị nghĩ vấn đề này cũng nhỏ thôi, mình cố gắng điều chỉnh ha. Tân phải hiểu nha cưng, mình còn trẻ mà mình vừa làm cha vừa làm chồng nè, trụ cột trong gia đình, hãy cố gắng thêm một xíu nữa nha, được hết á. Thương vợ không? Thương lắm rồi. Thương mới thế thương chứ. Thương con không? Thương chứ. Thương chứ hả? Nhưng mà tôi nghĩ cái thương của các bạn trẻ thương vậy thôi, nói thương nhưng mà chưa hiểu thương là phải hy sinh, phải nhiều thứ lắm nữa. Cho nên từ từ hãy cho nhau thời gian nha. Và bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi tình huống thứ hai của chương trình. Em ơi em, xong chưa em? Chờ em chút xíu nữa. Trời ơi, nhanh đi, trễ lắm rồi nè. Rồi, đi. Rồi. Đi, nhanh lên. Khoan. Gì vậy? Từ, nhắm nghiêng cái. Nhắm cái gì? Đi. Em đi đâu hả? Hỏi gì vậy? Đi ăn sinh nhật chứ hả anh? Sinh nhật bạn anh đó. À, ăn sinh nhật rồi chút nữa rồi, giữa tiệc á, em có phụ diễn văn nghệ hay là em có hát tuồng gì không? Phụ gì? Bữa hổm xin hát cho bài có cho đâu. Kêu phụ. Thì anh không cho rồi, sao tự nhiên bữa nay làm mặt đi hát tuồng vậy? Đâu, không anh hát tuồng gì, nói gì vậy? Thiệt. Xuống đây nói cho mà nghe. Sinh nhật người ta, làm cái mặt nhẹ nhẹ thôi. Làm cái gì mà nó đậm quá đậm luôn á, rồi sao? Thôi, đi vô chùi bớt, làm mình làm sương thôi, cái này là hơi quá rồi nha. Quá đâu mà quá, em trang điểm mấy tiếng đồng hồ là chịu nhất là cái mặt này á. Ủa anh mắc cười quá à. Giờ trang điểm thì người ta nhìn vô người ta phải biết mình trang điểm chứ, trang điểm mà sương tự nhiên là khỏi trang điểm nha. Rồi bây giờ biết rồi, bây giờ bữa nay nghe lời anh một chút thôi, bây giờ vô nè, chùi bớt cái môi, cái má hồng quánh nhẹ lại giùm cái chân mày á, chùi cho nó ngắn lại hơi bị dài. Không, đi sinh nhật thì thế nào cũng có chụp hình, em muốn chụp hình đẹp thì em trang điểm vậy thôi, liên quan gì đâu. Coi bôi hết thì để mặt mọc đi cho rồi. Kiểu này em tự tin đó hả? Tự tin lắm, em rất là tự tin với kiểu này luôn á. Nhưng mà anh không tự tin. Bắt gì anh không tự tin? Thiệt, đi với em giống như đi với bà chị vậy đó. Ủa, lúc mà cưới người ta biết người ta lớn tuổi hơn mà tự nhiên giờ chê người ta là sao? Không, em vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Thiệt, em trẻ giống như lúc cưới vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề là cái gu trang điểm của em nó bị mặn, nó làm cho em già trước tuổi, hiểu không? Chứ em là trẻ lắm thiệt. Gu của em không có mặn gì hết á. Nếu mà anh không thích cái mặn này, anh kiếm cái gì ngọt ngào đi. Em vậy đó, em không có bôi không biết gì hết á. Thôi đây nè, bây giờ để anh bôi cho. Đây nè. Không có bôi. Bôi một chút là đi luôn rồi nè. Nghỉ đi, không đi đâu. Thôi mà, đây anh tháo cặp con bi giả ra cho. Đây. Tình huống thứ hai thì Tân thấy sao? Cũng giống như bình thường, thằng với em với vợ em. À, vậy là vợ em cũng thích trang điểm. Nhưng mà không có trang điểm đậm đến vậy. Nhưng mà em không thích vợ trang điểm. Thời gian trang điểm lâu quá, em đợi lâu nên em vào. À, cũng thích vợ trang điểm nhưng mà tại vì vợ trang điểm quá lâu nên em quạo. Dạ đúng. Chứ không phải là không cho vợ trang điểm đúng không? Dạ đúng. Thường vợ cho em trang điểm mất bao lâu? Nghĩ tầm 10 đến 15 phút hơn. Trời ơi, vậy là lâu gì? Là quá nhanh đó em ơi. Đúng, em chuẩn bị xong hết rồi còn mỗi chờ vợ em. Do ông này làm nhanh quá. Đúng rồi. Đó là vì em chưa quen cô nào trang điểm lâu á, chứ chị bình thường trước khi ra đường mất 1 tiếng. Thiệt mà, kiểu đàn ông mà chờ bạn gái, chờ vợ đi làm đẹp nhà, đi gội đầu, đi massage, đi làm tóc hay đi trang điểm là cũng chuyện bình thường mà em. Ngày nào vợ cũng trang điểm hay sao? Chỉ có những đi ra ngoài hay là đi gặp bạn bè nọ. Đậm là đậm như này hay là đậm hơn nữa? Cỡ này hơn xíu à, chứ không có giống nãy đâu. Ý đây là bạn Tân, bạn nói mặt thời gian thôi. Thời gian thôi, bạn chờ lâu quá bạn quạo. Nhưng mà ngày xưa yêu anh hỏi luôn là có bao giờ chờ đợi chưa? Khi qua đón em thông báo trước nên chuẩn bị trước rồi. Nhưng mà em thấy vợ em trang điểm thì có đẹp hơn lúc không trang điểm không? Em thì vợ em trang điểm hay không thì cũng đẹp mà. Ngọt thấy chưa? Trong lòng em là em muốn vợ em trang điểm hay không trang điểm?
không à. Em có chia sẻ điều này với vợ không? Cũng có, nhưng mà vợ vẫn trang điểm thôi. Cho anh hỏi lý do chút xíu, vì sao em muốn vợ mình không trang điểm? Em nghĩ những chất phấn này nọ làm hại mặt không. Cái tình huống vừa rồi nó có một cái chi tiết nữa, không biết là ở ngoài thì vợ chồng em có hay không. Đó là em nghĩ là nếu như mà vợ trang điểm thì nó sẽ già hơn em khi đi ra ngoài. Em có nghĩ như vậy không? Dạ không ạ. Vợ trang điểm chỉ muốn chồng hãnh diện với bạn bè này nọ thôi. Đó, cũng biết lắm á. Tức là em chỉ lo cho sức khỏe và cái làn da của vợ bị ảnh hưởng thôi đúng không? Dạ. Chứ không phải là vì em lo là vì vợ sẽ bị nhìn già hơn. Có bao giờ bạn bè hay bà con hay cô bác gì nói ra nói vào, nói vợ mày già mày quá, hay là có nói gì nhận xét về hai vợ chồng mà làm em không vui không? Dạ hình như là không có, tại vì vợ của em cũng đâu có lớn tuổi hơn nhau mấy đâu. Cũng chạc lứa đó. Đúng rồi, nếu vậy là cái vấn đề ở đây ở cái chỗ là trang điểm nhiều không tốt cho da. Cái thứ hai là làm lâu quá thì mất thời gian là em quạo. Dạ đúng. Xuất phát từ việc lo cho vợ thôi. Bây giờ ví dụ như vợ em sẽ làm nhanh hơn thì em có đồng ý không? Trang điểm sơ sơ cũng được. Sức em chờ được bao lâu? Không, mình chỉ tăng tốc độ lên nhanh tí thôi. Chứ bao lâu cũng được mà. Trời, bao lâu cũng được. Ý hỏi, em và em cũng muốn hỏi em luôn là ví dụ ngày xưa khi em yêu bạn gái em đi thì chắc chắn là hai người sẽ hẹn hò và chờ đợi nhau, đúng không ạ? Vậy thì em cũng đã bao giờ gặp cái hoàn cảnh trước khi cưới á, em phải chờ bạn, chờ cô ấy trang điểm, hoặc cô ấy chuẩn bị, hoặc cô ấy đi mua đồ mà mình đợi lâu quá, hoặc cô ấy tới trễ hẹn chưa? Đó. Dạ chưa, chị cô vợ em chưa bao giờ trễ hẹn với em. À không, chờ đó, có bao giờ em phải chờ chưa? Cũng có. Cũng có. Cái tâm trạng em sao? Mà lúc đó mới quen mà nên chờ bao nhiêu cũng vấn đề là chán không? Chưa gì mới lấy nhau có xíu mà đã thay đổi rồi. Tại sao hồi xưa mà yêu nhau thì chờ được mà bây giờ chờ không được? Trong khi cái nhu cầu làm đẹp là một cái nhu cầu hết sức là bức thiết và hết sức là chính đáng của chị em phụ nữ. Chị em phụ nữ nào cũng muốn mình làm đẹp hết á. Thậm chí em biết không, bây giờ chị Tường á, làm biếng á, nhiều khi mỗi ngày lần đi ra ngoài đường á, Tường không trang điểm là Tường bị mẹ Tường la. Là con gái đi ra đường phải trang điểm lên xíu, để nhiều khi ra đường gặp ai người ta nhìn vô là nó kỳ. Nói chung là mình phụ nữ là ra đường là phải chỉnh chu, ý là như thực vậy. Thực ra ở đây là quan tâm đến cái chuyện là bạn thay đổi. Rất nhiều bạn khác cũng đã thay đổi như thế này. Khi mà còn yêu thì là chờ bao nhiêu cũng được, đúng không ạ? Và nói những lời ngọt ngào, nhưng khi về rồi thì bắt đầu là cái việc chờ đợi nó có vấn đề. Mà anh thấy nó bất công, bản thân anh là không bao giờ. Thậm chí là ngày xưa yêu chờ, sao giờ chờ bình thường thôi. Thôi bây giờ chờ nhiều hơn nữa. Cũng nói luôn là khi mà còn con gái thì vợ hình thức hoặc là làn da đồ nó cũng đỡ hơn, nên việc làm nó cũng có thể nhanh hơn. Còn bây giờ á thì vợ hai con rồi thì chắc chắn là làm cho kỹ hơn một chút xíu, thì cái thời gian chờ lâu hơn nữa là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là khi mình đợi bạn gái á, mình toàn đứng ngoài cửa mình đợi không à. Nắng nôi thậm chí mưa nữa, bây giờ mình đợi ngay trong nhà của mình luôn thì mình sợ gì đâu, đúng không? Nên nghĩ là cái sự thay đổi này nó không hợp lý lắm. Và đôi lúc em phải cộng thêm 1/2 thời gian nữa. Vì sao chị Tường và anh hỏi câu là trước đây em có chờ hay không? Thì em bảo là có chờ nhưng mà rất là bình thường, bao lâu cũng được vì mới yêu. Thì bây giờ em cứ hình dung lại là trước đây ví dụ mình chờ 10 phút thì bây giờ em phải chờ thành 15 phút. Bởi vì cô ấy bây giờ không phải là cái cô gái ngày xưa mà nhanh nhẹn nữa. Cô ấy đang làm thì con cô ấy đụng vào hộp phấn, nào con xích ra để mẹ làm, mất hết mấy giây nữa rồi. Em mới nghĩ như vậy thì em sẽ cái sự chờ đợi của em, anh nghĩ nó ổn hơn chứ, đúng không? Cho chị hỏi Ngọc một xíu là khi mà anh tỏ thái độ là không muốn em trang điểm hoặc là bực mình khi mà em làm cái việc đó thì cảm xúc của em như thế nào? Dạ tổn thương. Tổn thương là như thế nào? Tại vì em đã từng nói là khi mà ra đường á, nhiều khi phải miếng son hoặc là miếng phấn lên mặt á, để cái gọi là mình tự tin hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôn trọng người nhìn mình. Đúng rồi. Khi mới quen là em đi chơi em vẫn hay trang điểm như vậy hay là sau này em mới trang điểm? Dạ trước đây là hay trang điểm rồi. Thì đấy là một cái sở thích rất là dễ thương đúng không em? Em có chia sẻ cái sự tổn thương của em với chồng không? Dạ có, nên giờ chồng mới giãn giãn ra em mà vẫn không có chờ đợi được cái sự trang điểm. Hằng ngày thôi thì em trang điểm mất bao lâu? Rồi khi đi tiệc tùng thì em trang điểm mất bao lâu? Nếu mà ra đường hằng ngày thì chỉ có tô son. Còn đi chơi, đi đâu ra khỏi nhà, đi xa đi chơi thì tầm 15 phút. Chị thấy là một thời gian rất là hợp lý và nó hoàn toàn là có thể chấp nhận được. Có bao giờ mà em ức ức quá mà em phải giận dỗi hay là hai vợ chồng phải cáu gắt nhau, cãi là... nhau về chuyện này không? Dạ có, trước đây là tại vì đang có bầu nên là cảm xúc bị nhạy cảm á, mà đang có bầu mà đi sinh nhật cho nên là cũng muốn trang điểm. Đúng rồi. Nhưng mà chồng lại không muốn. Rồi sao thế, nữa? Thế là dễ mascara rồi xong rồi đã rồi đi dọc đường cái khóc. Lem hết ra không? Là dọc đường chồng cằn nhằn á hả? Dạ.
Rồi, mà nhiều khi không cần nhằn mà cứ im lặng, cái sự im lặng đó là mình khó chịu, thì mình hiểu là đang không thích, đang không thích mình như vậy, đang quạo mình, nhưng mà mình thì không thoải mái được cái sự im lặng đó. Xong em khóc, lúc đó phản ứng chồng em ra sao? Quay qua nói em câu là đã bảo đừng trang điểm hay chơi, mỗi lần em trang điểm là cứ im lặng cọc rồi xong rồi lại trang điểm, lại trang điểm. Và hiện tại thì bây giờ cái sự quạo quọ đó của chồng mình giảm được phần nào chưa em? Dạ, giảm được một chút. Em có bao giờ em nghĩ là cái cách góp ý của em với vợ em ấy nó bị cục cằn và điều đó làm cho vợ em không muốn thay đổi theo ý của mình không? Em nghĩ chắc cũng có. Tức là em cũng nhận biết được cái vấn đề của mình là gì đúng không? Vâng ạ. Thực ra là mình biết được cái vấn đề của mình là gì là mình đã đến 50% thành công rồi. Tại vì mình biết nó là gì rồi thì mình sẽ sửa được nó. Còn cái việc muốn sửa hay không thì nó phụ thuộc vào cái thái độ của em. Như chị Cát Tường nói rất là đúng, mọi thứ nó chỉ là cái thái độ thôi. Thì khi mà mình có thái độ tốt đối với một việc thì em sẽ cảm thấy là em sẽ hào hứng với việc đấy hơn. Còn nếu mà em có thái độ xấu với nó thì em sẽ có một cái thái độ là em sẽ bài xích nó, em sẽ làm cho người ta xa lánh em. Thì cái điều đấy nó cũng không nên, đúng không? Bởi vì mình là hai người trong một gia đình, là một cái tổ ấm, thì mình hãy luôn luôn dùng những cái lời yêu thương nhất để mình nói với vợ của mình. Vì mình ra đường lúc nào mình cũng nịnh người ngoài nhiều rồi đúng không? Chả lẽ với vợ mình, người mình gần gũi nhất, mình lại không nịnh được. Em tụi em sống riêng, vậy thì ai là cái người dọn dẹp, vệ sinh, làm những cái mọi việc trong gia đình, lo cho con, cho cái? Dạ cả hai. Em ngủ mà ngủ mệt á, là chồng làm. Còn mỗi lần mà nấu đồ ăn hay gì á là chồng rửa chén, em nấu cơm rồi cùng nhau làm đồ ăn. Tại vui vẻ không hay là quậu quọ? Dạ vui vẻ. Vui vẻ hay làm vậy là tốt. Tại em không biết nấu ăn cho nên là mỗi lần lên mạng học gì là chồng chỉ, chồng phụ làm hết. Từ lúc lấy nhau đến nay á, tại vì các bạn là hai bạn còn rất trẻ, có khi nào vì một cái vấn đề gì mà mình xung đột, mình giận nhau, mình bỏ nhà mình đi hay là cãi cọ với nhau lớn tiếng chưa? Dạ có, em không nhớ vụ gì nhưng mà nó cũng liên quan đến cái sự cọc cằn của ảnh. Mà em nhịn cái sự cọc cằn đó riết rồi cái bản thân mình cũng cọc ngược lại cái cọc đó rồi cãi lộn. Thì mình thấy những cái cọc nó vô lý quá, cái bỏ lên bà ngoại. Cãi dữ lên. Không? Cãi lớn không? Dạ có, cãi dữ lắm. Lúc cãi thì mình xưng hô với nhau là như thế nào? Dạ, tôi với mấy người. Rồi, bây giờ chị hỏi hết. Tại vì tụi em còn trẻ quá mà. Đương nhiên trong cuộc sống mà mình ai cũng thói quen, có những cái thói quen riêng, những cái sinh hoạt riêng. Mà tụi em thì chắc là bắt phải hy sinh về người khác thì chưa làm được đâu. Tại vì mình còn trẻ, mình còn sống theo cái bản năng, cái sở thích, cái cá tính của mình nữa. Cho nên là tụi em còn cần có một cái hành trình dài để từ từ là thích ứng với cái người bạn đời của mình. Cho nên thật ra những cái dấu hiệu mà tụi em chia sẻ cũng không có gì là quá ghê gớm đâu, không có gì quá căng thẳng đâu nghe Tân. Bây giờ là mình còn tin, mình còn trẻ, mình vui với nhau như vậy thì em phải cho vợ em làm đẹp để vợ em tự tin hơn, đúng không? Mà có 15 phút đâu có nhiều đâu. Nếu như mà cổ cứ lo chăm chăm làm đẹp mà cổ bê bối chuyện gia đình, cổ bỏ bê không chăm lo chồng con á thì đó là em quạo. Nhưng đằng này cổ vẫn làm tốt hết mọi thứ. Lúc đi chơi đi ra ngoài thì cổ cần một chút xíu thời gian cũng hợp lý. Giống như em vậy đó, ảnh làm việc mệt thì đôi lúc cũng cần một chút thời gian để mà thư giãn, để mà ngủ nghỉ, hoặc là nó mở mắt ra có cái gì đó cho thư giãn một chút xíu. Mình tạo một cái môi trường sống nó điều chỉnh một chút, nó lành mạnh hơn cho cả hai thì chị nghĩ không có vấn đề gì cả. Đúng rồi, với lại có một cái quy tắc là mình cho đi cái gì là mình sẽ nhận lại cái đấy. Nên là các em mà cho đi sự cộc cằn là chắc chắn là mình sẽ nhận lại sự cộc cằn, đúng không nào? Và thế nên là mình hãy nhớ là mình hãy cho chồng mình cái điều mà mình mong muốn nhận lại. Em hãy cứ dịu dàng đi, cho dù anh ấy có cộc cằn đến mấy em vẫn cứ dịu dàng đó chị. Thì đấy sẽ là một cái chìa khóa mà để cho em có thể hóa giải được cái sự cộc cằn của bạn ấy. Vì bạn ấy là lửa thì em phải là nước, đúng không? Chứ nếu mà cả hai đều là lửa là đốt nhà đấy. Anh chỉ bổ sung thêm thôi, đó là các em phải chấp nhận một vài sự thật rằng là chúng ta sẽ phải choảng nhau, sẽ phải đụng độ nhau. Khi một người này xử lý vấn đề đó rồi thì người còn lại phải cố gắng làm sao đừng xử lý nữa. Ví dụ khi em đang giận em bỏ về nhà ngoại rồi thì bản thân Tân ở nhà, Tân sẽ phải nghĩ cách để mình níu về lại, được chưa? Và nếu lỡ Tân mà cọc cằn quá chẳng hạn thì em phải nghĩ rằng là anh ấy đang cọc, mình phải bình tĩnh để mình làm cho nó bớt cọc lại. Có nghĩa rằng là một trong hai bạn phải có một người nhận ra vấn đề để chỉnh lại. Còn đương nhiên câu chuyện đụng chạm nhau là thường xuyên. Tới bây giờ anh nói luôn, ví dụ anh hôn nhân cũng hơn 10 năm rồi mà biểu mà không cãi nhau chắc là nó khó không lắm. Không có. Phải chấp nhận thôi em ạ. Và quan trọng là mình hiểu nhau để mình giải quyết. Cái chính là mình vẫn phải yêu thương nhau. Đúng rồi. Yêu thương nhau thì dù xảy ra vấn đề gì mình cũng có thể giải quyết được. Theo như chị Tường là như vậy. Tình yêu đẹp và nhiệm màu lắm, nó xoa dịu hết tất cả mọi thứ mà. Có những cái tổn thương như em chia sẻ nè, lúc mà ngủ á, hai vợ chồng vui á, mình nằm trên tay chồng mình thỏ thẻ, anh ơi mai mốt em có trang điểm thì
anh đợi em xíu nha, em trang điểm cho đẹp cho anh ngắm nè, để tự tin nè, ra ngoài anh hãnh diện, chứ anh đừng có nói em vậy, em buồn lắm, em khóc hoài luôn đó, em tổn thương đó. Thí dụ vậy, mình lựa cái lời mà nói trong cái đúng cái lúc thì chắc chắn là chồng em dù có như thế nào cũng sẽ siêu lòng. Ngược lại em cũng vậy nữa, mai mốt nè, vợ mở nhạc cho nghe buổi sáng nè, đưa con tới kêu ba 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 là không được, quạo quạo là sẽ tác động đến con mình, không có tốt. Bây giờ mình đã làm ba rồi, không phải là một cậu trẻ thanh niên mà chơi game nữa mà quạo quọ, đúng không Tân? Dạ vâng. Rồi thì với những cái gì mà mấy anh chị chia sẻ ở đây thì cũng hy vọng rằng là giúp ích được một phần nào cho các em, để mình suy nghĩ rõ hơn về cái đời sống hôn nhân hiện tại của mình, để điều chỉnh cho nó mọi thứ nó tốt hơn nha. Và chị có một cái lời khuyên nữa ấy, đó là cái về cái giờ giấc công việc của em ấy. Thực sự bây giờ em còn đang rất là trẻ thì em có thể chấp nhận được cái lịch công việc như vậy, nhưng mà rồi em sẽ thấy là khi mà em lớn tuổi hơn ấy, thì cái việc mình phải làm đêm liên tục thông đến sáng và đi học luôn như vậy nó rất là hại cho sức khỏe. Bởi vì cái giờ ngủ ban đêm là cái giờ quan trọng nhất đối với sức khỏe của mình. Vì vậy nên là nếu mà mình muốn mình có một cuộc sống gia đình hạnh phúc thì mình phải làm nào cân chỉnh cho thời gian làm việc của hai vợ chồng nó phải phù hợp với nhau. Bọn em có thể tìm một công việc khác, vì có rất nhiều công việc để làm. Em còn trẻ, em còn khỏe, em còn trai tráng như vậy thì có rất nhiều công việc và rất nhiều lựa chọn để em có thể có một giấc ngủ hoàn hảo, và cái thời gian của mình ý, nó phải phù hợp với nhau. Rồi bây giờ thì là phút quan trọng nè, hai bạn hãy nhìn vào nhau và hãy nói cho người bạn đời của mình biết mình mong muốn anh ấy, cô ấy thay đổi điều gì. Xin mời hai em. Chỉ mong em sau này là giảm cái thời gian trang điểm lại. Chị Tường sẽ cho hai bạn ít phút để suy nghĩ về những cái yêu cầu đó, xem mình có hứa hẹn, mình có thực hiện được hay không nha. Các Tường xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần âm nhạc. Bây giờ chị Tường mời hai em ha, hãy nhìn vào đối phương của mình, hãy nói những lời tình cảm gì đó với người bạn đời của mình đi, ngay lúc này trong chương trình Góc Khuất Hôn Nhân. Xin mời hai em. Em hứa với anh là sau này em sẽ tranh thủ nhanh nhất có thể để mà trang điểm, để không phải chờ đợi lâu trong mỏi mòn, sốt ruột. Anh cũng hứa với em là sẽ khắc phục cái bản tính xấu là tật ngủ của anh, để giúp cuộc sống vui tươi hơn.
dù là chúng ta cũng còn có một số những chuyện chưa hài lòng với nhau, nhưng mà ngày hôm nay chị tin rằng là hai vợ chồng đã chia sẻ hết với nhau rồi, rồi cũng có những ý kiến đóng góp của mấy anh chị đây ha. Chắc chắn là hai bạn về sẽ có cách để mà cải thiện được, để làm sao cho cuộc sống lúc nào cũng vui nè, lúc nào cũng hạnh phúc nè, lúc nào cũng nắm chặt tay nhau như vậy nha. Chúc cả gia đình tụi em luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Cảm ơn vì hai bạn đã đến với chương trình. Dạ, cảm ơn chị Cát Tường. Mọi người ơi, hãy nhớ đón xem chương trình Góc Khuất Hôn Nhân quý vị nhé. Đừng bỏ sót bất kỳ một tập nào. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:25 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV9. Và chương trình của chúng tôi do kênh truyền hình quốc gia VTV9, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty truyền thông Vinhouse thực hiện. Bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị nha. Nhớ là cái chuyện hồi xưa không? Ông cho em của ông mượn tiền, rồi cuối cùng có trả không? Không có cái đau nào mà bằng cái đau người thương của mình mà tối ngày cứ đi đai nghiến cái chuyện cũ đâu. Em mượn giùm 2001 rồi không trả, rồi tới 2003 em bán nhà. Em nghĩ rằng là họ thương vợ, sẽ cảm thấy là mình bất lực. Giống như anh chia sẻ đó, là anh cảm giác như mình là tội nhân thiên cổ. Anh dùng những cái câu mà em cảm thấy rất là thương và rất là đồng cảm. Chuyện quá khứ thì lâu lâu ngồi trà dư tủ hậu nhắc lại cái bật cười thì được. Còn kể lại để mà thấy tủi, thấy nhục thì em nghĩ là không nên nhắc lại làm gì.